Hello các bạn Kim Ngưu. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn những dự đoán cho tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2022 với những người có mặt cung mặt trời Kim Ngưu, mặt trăng Kim Ngưu hay là cung mộc Kim Ngưu. Cái video này nó sẽ liên quan đến các bạn, nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đến cuộc đời của các bạn. Ít hay nhiều, nhưng mà nó có những trường hợp nó sẽ đi ngược lại chút xíu, nhưng mà nó đúng ra thì nó có ảnh hưởng một chút gì đó tùy theo cái sự quyết định của mình. Nếu mình biết được cái sự mà những sự ảnh hưởng của mình do những hành tinh nó đi chung quanh cái thái dương hệ này. Thường thì tôi hay làm một cái video nói nói chung chung một cái những hành tinh lớn ảnh hưởng, ôn lại những gì các bạn đang trải qua trong những hành tinh lớn. Nó ngầm nhưng thực ra nó đang làm việc rất là mạnh. Rồi những hành tinh nhỏ, đó là những hành tinh cho những tháng như tháng 7, tháng 8, tháng 9. Hành tinh nhỏ là thủy tinh, kim tinh và hỏa tinh. Những hành tinh nó đi khoảng 2 tuần tới 6 tuần trong mỗi cung. Vì vậy các bạn cảm thấy có những lúc mà cảm thấy mình được cảm thấy có tiếng sét ái tình, hay là trúng chỗ số, hay là bị tai nạn, hay một chuyện xảy ra nó rất là kỳ diệu mà bất ngờ. Đó những ảnh hưởng như hành tinh nó đi rất nhanh. Như là thủy tinh đi có 2 tuần nó qua hành tinh thôi. Hay là các bạn cảm thấy được đi chơi xa có 2 tuần đó. Rồi những cái buổi khai đi ngược lại những điều không ham muốn nữa. Vì vậy mà nó những có sự ảnh hưởng nó sẽ nhanh chóng, nhưng mà nó rất là quyết định, rất là mạnh. Nó được kèm theo những hành tinh lớn, nó làm mạnh hơn cái sự mà nghiêm túc của vấn đề, hay là một sự vui tươi hân hoan hơn nhiều hơn nữa đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu thì năm nay Kim Ngưu đây, Kim Ngưu là ở thành chỗ này đó. Kim Ngưu á được Diêm Tinh đứng trong Nam Dương. Diêm Tinh hoàn tinh nó nói về sự chuyển hóa, biến hóa, thay đổi từ sống đến chết, mà từ chết ra sống. Vì vậy mà từ năm 2008 đến giờ Kim Ngưu cảm thấy có những sự thay đổi lớn lao cho đời mình, đó sự ủng hộ, sự hỗ trợ của Diêm Tinh. Mà muốn hay không các bạn không thể tránh được, tại vì nếu các bạn tránh đời thì đời nó sẽ kiếm bạn. Bạn nằm trong nhà, bạn trốn Covid-19, nó cũng kiếm bạn bệnh Covid-19, mặc dù mình chẳng có liên quan với ai hết. Thì này cũng vậy, nó sẽ đến các bạn một cách rất là bất ngờ, mà sự chuyển hóa nó sẽ rất là thuận, rất là thuận lợi cho Kim Ngưu. Mặc dù tùy theo cái nghiệp quả của mọi người, tùy nghiệp cái bài học của mọi người, nhiều người họ không có chịu, họ cảm thấy là họ cứ sống yên bình, nhưng không có bình yên các bạn ạ. Chúng ta xuống đây để chúng ta để trải nghiệm một vấn đề, trải nghiệm một bài học. Mà chúng ta muốn trốn cuộc đời, hay là núp dưới bóng của cha mẹ, hay là tiền bạc ông bà để lại, hay là chúng ta được công việc tốt, nhưng thực ra cái mặt trận công việc tốt ở nhà là một sự chiến tranh nó nóng hổi luôn, hay là sức khỏe nữa. Vì vậy mà nhiều lúc người hỏi là tôi sống bình an, tôi hiền lành, mà sao cái chuyện nó không vui xảy ra mà nó ập đến. Cũng là lá số TV của các bạn nữa, mà sẽ lúc đó chỗ đó sẽ bị như vậy. Cũng như là những cái biến hóa như là 911 ở Mỹ, một đám người 3-4 ngàn người chết một lúc luôn. Đó là một sự chuyển hóa một lúc một đám người như vậy, thì người ta cũng nghĩ là bình thường thôi, sống hiền lành thôi. Nhưng có bài học vẫn phải dạy học cho người còn sống. Người chết họ đi rồi, nhưng người sống đó, đó là cái khó khăn là mình sống lại đi trải nghiệm bài học đó. Mình cảm thấy mình núp dưới cái bóng người đó, như cái đó, lúc mà người chồng hay người vợ chết đi, hay người đó chết đi vì cái nạn gì đó, thì để lại một cái sự bất an, bất bình trong cuộc sống, và mình phải tiến tới để học bài học đó. Vì vậy mà đừng có cầu mong bình an, đây các bạn cầu mong bình an các bạn mất thì giờ. Mình cầu mong sự bình an trong tâm hồn để đối phó với vấn đề, nhưng đừng cầu mong cho sự bình an trong cuộc đời, tại vì cuộc đời nó phải không bình an, vì vậy mình mới học được chứ nếu không là sẽ không có, nếu không mình sẽ không có học gì đâu các bạn ạ. Sẽ mất phí thời gian thôi. Thì các bạn rất là may mắn là Diêm Tinh đứng trong Nam Dương nó ảnh hưởng tới Kim Ngưu, mà ảnh hưởng tốt. Vậy có những sự lục địch cuộc sống của bạn từ thể xác tới từ cá nhân tới tập thể, là với gia đình, với công việc, với sự nghiệp, với đủ kiểu hết, rất là tốt. Tới ngày 24 nó sẽ hết, nhưng hiện tại các bạn cứ thay đổi. Nếu các bạn đổi được việc, đổi được cảm thấy muốn vùng vẫy hay muốn cái gì đó trong vấn đề công ăn việc làm, sự học hành, dọn chỗ ở, hay là tình cảm nữa. Tôi nói nhiều lúc đừng có buồn, nhưng mà thực ra là vậy, nó cho mình cái cơ hội để mình thoát ra để học những bài học khác mới đó. Sau đó nó sẽ năm 24 năm trở đi, nó càng sẽ cảm thấy giảm bớt lại, cảm thấy là mình nó không bị thọc gậy mình nữa, nó không làm phiền mình nữa đó. Nó cũng là cái việc tốt thôi.
Thì đó là diêm tinh ở trong cái đối với Kim Ngưu trong nguyên một năm. Sau đến phiên thổ tinh ở trong Bảo Bình, nó không hợp với Kim Ngưu, nó cứ làm phiền Kim Ngưu. Mà cái này giống hệt như là có một người, nghĩa là một người họ đến họ cứ tập gãy mình. Kim Ngưu thấy rất là bực mình, cảm thấy tại sao làm phiền mình hoài ha, mà Bảo Bình tượng trưng cho thiên hạ. Có thể các bạn trốn tránh thiên hạ, sống riêng biệt, sống bình an, muốn, nhưng mà các bạn lại bắt buộc phải vào một chỗ liên kết với mọi người nhiều hơn, như là kiếm một cái việc mới làm sao đó. Nó mặc dù các bạn không muốn, nhưng các bạn phải nhảy vào cái việc đó. Nếu các bạn có muốn đi nữa thì những cái này sẽ làm bạn rất là phiền, như là số đông hay các bạn có vấn đề về kỹ thuật nữa. Vì vậy bạn có thể học những máy móc khó khăn chút xíu, và sự mà cách mạng nữa, muốn bạn làm cách mạng đấy. Bắt đầu Kim Ngưu từ năm ngoái đến giờ, Kim Ngưu muốn làm cách mạng, muốn thoát ly cái gì đó, muốn đổi cái gì mới. Vì vậy nếu các bạn cảm thấy như vậy thì đó là sự ảnh hưởng của thổ tinh đối với Kim Ngưu khi đó trong Bảo Bình nha. Nhưng là các bạn bực mình nha, khó chịu nha, tức là các bạn cảm thấy mình bất an. Nhưng mà cảm thấy có người đàn ông lớn tuổi họ đang hỗ trợ mình, nhưng mà bắt mình phải thay đổi, như là ông sếp của mình, hay là một người thân gì đó nó đang bắt mình phải thay đổi, hay là một cái luật lệ một đất nước nào đó là mình đang như là họ mong tòa là mình đang làm phiền mình đó từ năm ngoái đến giờ. Nó kéo tới năm tới nữa các bạn nha, nhưng từ từ sẽ mất đi sự hỗ trợ đó. Nhất là từ tháng 5 đến tháng 10 á, các bạn sẽ cảm thấy thời gian cảm thấy bình an chút xíu. Như tháng 10 trở đi á, cuối tháng 10 trở đi á, 23 tháng 10 trở đi á, các bạn sẽ thấy là nó sẽ bắt đầu lại. Vì vậy các bạn mới cảm thấy có thời gian rất là bình an, ổn, là ổn trong việc đổi nhà, đổi cửa, mới làm gì làm nha. Bây giờ hiện tại trong thời gian tháng 7, tháng 8, tháng 9 á, thì thổ tinh đi ngược lại, vậy nó không ảnh hưởng không có nhiều mấy. Và không những vậy mà những hành tinh từ tháng 4, 30 tháng 4 nè, rồi cho tới 8 tháng 10 đều đi ngược lại hết. Nhưng mùa hè cảm thấy rất là nhẹ nhàng, không cảm thấy những hành tinh lớn ảnh hưởng mạnh nữa đó. Rồi đến phiên hải tinh và mộc tinh nằm trong sông ngư với Kim Ngưu rất là bạn bè với nhau. Nó rất là cần, tại vì nước cần đất để thành xi măng, thành cái gì nó cứng cáp, nó thành cái gì đó. Thì mà đất cũng cần nước nữa, nước cần hai cái hỗ trợ với nhau. Nhưng mà hiện tại thì sự ủng hộ của lôi tinh trong đây, lôi tinh đang nóng nảy, là Kim Ngưu đang thời gian vừa qua từ năm 2018 đến giờ, lôi tinh cũng muốn làm cái gì đó, muốn bắt đầu mở một cái nhà hàng, hay là mở một công ty, hay là cái gì đó tùy theo, mà mở một cái tiệm nail, nếu là làm nail hay là cái gì đó. Họ đang bắt mình làm thôi thúc cái gì đó, nhưng mà mình được sự ủng hộ của hành tinh sông ngư đây nó đang hỗ trợ cho này, nên thời gian này rất là tốt, năm nay rất là tốt cho Kim Ngưu muốn bắt đầu cái gì đó. Hay ngược lại, nó có phiên ngược nữa, nghĩa là mình mất đi tất cả cảm hứng, hay muốn làm cũng không được. Vì vậy nếu các bạn cảm thấy mà có cái đà mà có người hỗ trợ mình làm thì phóng liền, tại vì đây là rất là tốt cơ hội các bạn, rất là tốt luôn. Nó đây còn năm thôi, năm tới á, là mộc tinh sẽ qua Bạch Dương, bây giờ nó vẫn ở đây, hỗ trợ rất tốt. Sẽ cái gì nhỏ, không phải lớn, nhưng bắt là một bước lớn, rất lớn cho các bạn đi học nè, đi thi, đi xin việc làm. Mà dù chút khó khăn do các bạn thằng này đến đây, nhưng thiệt ra thì nó không có như là tháng 7, tháng 8, 9, nó không có ảnh hưởng nhiều nữa. Nên cảm thấy rất là thoải mái, rất là ổn, nhưng luôn có sự thôi thúc, sự may mắn để làm cái gì đó cho mình nha. Và lôi tinh ở trong Kim Ngưu, xin lỗi các bạn là tôi hay nhắc tới là những tên đặt ra là hơi đặc biệt, tại vì là diêm tinh nó tiếng Việt Nam nhưng không biết có tên đó hay không. Rồi hải tinh là thiên hải vương đó, rồi lôi tinh là gì tôi không biết nữa, nhưng tên hơi dài, tôi không mất thì giờ cho tên là lôi tinh. Thế nên sẽ sấm sét, nó sự một sự cách mạng lớn lao cho người mình lắm. Từ 2018 đến giờ á, Kim Ngưu cảm thấy rất cần có sự thay đổi, muốn làm gì mới đó, muốn nhảy cái này, muốn bắt cái kia, muốn chụp cái này chụp cái kia, nó thôi thúc mình làm. Nhiều lúc nó làm mình có nghiêng về phía nhân loại nhiều hơn, cảm thấy muốn làm gì cho nhân loại, cảm thấy muốn đi chùa, đi nhà thờ, cảm thấy cầu nguyện cho nhân loại, cảm thấy một cái gì đó nó không những là vì nó về cá thể cá nhân của mình đó, thì muốn làm gì cho cuộc đời mình thay đổi. Nhưng đi về cái phía mà nhân loại, cái phía mà số đông đó, nó hay như vậy đó, nên nó cũng có chút xíu về phía đó. Nếu các bạn nghiêng về phía tâm linh đi,
nghiêng về phía đạo, tìm hiểu gì đó, thì cách hay nhất là đi tìm chính bản thân mình qua thiên hạ. Là mình hiểu mình thì mình hiểu thiên hạ, mà mình hiểu thiên hạ thì mình sẽ hiểu mình nhiều hơn, tại vì mình cũng là họ, họ cũng là mình. Vì vậy nó cũng hơi cái vòng hơi lẩn quẩn chút xíu, nhưng mà nếu các bạn muốn thắc mắc thì tôi đề nghị tôi sẽ làm một video về nói chuyện về đời và người và tất cả sự ảnh hưởng với nhau đó. Thì vậy đó, những hành tinh lớn ở trong năm này, nhưng tháng 7, tháng 9 á, những hành tinh đều đi chậm hết, nên đi ngược lại chứ, đi ngược lại hết. Không phải nó ngược là nó không ngược đâu, trên đó nó ngược là thí dụ là bạn ngồi trong xe lửa, nó chạy là một xe lửa nó chạy đi cùng với bạn một đường nhanh hơn chút xíu, mình cảm thấy mình đi ngược lại, hay là làm nếu nhanh hơn xe lửa kia, xe lửa kia đi ngược lại mình, thì nó không đi ngược, nó chỉ đi chậm hơn mình thôi. Thì trong thái dương hệ mình á, thì những hành tinh lớn nhỏ rồi cái những chu vi của nó, nếu những cái quỹ đạo nó to lớn thì nó cảm thấy nó chậm hơn mình. Thì khi hành tinh nó đi chậm hơn mình á, mình cảm thấy nó đi ngược lại. Thì trong tử vi nó, họ nói đi ngược lại đó, họ đi ngược lại thì tiếng nó là hay thôi khỏi đi, nó chậm đi ngược lại. Thì đi ngược lại như vậy á, thì mình nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ không có mạnh bằng, nó thấy là nó sẽ giảm đi để cái thời gian này mình ngẫm lại bài học của mình, nó ảnh hưởng đến mình, nhưng trong một thời gian để mình nghĩ lại, sức lại để mình chiêm nghiệm lại những bài học của mình đó các bạn. Tất cả chỉ một sự trải nghiệm trên thế gian này thôi, nên các bạn không học bài này thì lần tới nó để đi một vòng nữa thì sẽ trải nghiệm tiếp. Khi bạn học bài học rồi đó, khi nó trải nghiệm lần nữa thì các bạn thấy là ta đã trải qua rồi, thì ta không phải là bị hoang mang hay là bất ổn nữa, cảm thấy mình bình an đối phó cuộc đời. Như bạn thấy những người lớn tuổi họ hỏi cuộc đời đến đó, mày học cũng được, cháu nội cháu ngoại học, con học được không, học không được cũng không sao, nó cũng ok, tại vì có học hay không học nó cũng thành cái gì đó, tại vì cuộc đời là sự trải nghiệm, mà mình hay nhìn cái sự trải nghiệm qua sự thành công, qua sự vật chất. Thì vật chất chúng ta không cần phải quan trọng, tại vì chúng ta sinh ra đều có sự hỗ trợ của thiên thần giúp mình sống. Vì vậy vậy nhiều lúc mình hay bị cột vào cái sự vật chất đó. Nếu các bạn muốn tôi làm một video khác về vấn đề đó, hỏi tại sao như vậy, nhưng mà nói qua nói lại thì càng lớn tuổi mình trải qua những kinh nghiệm bài học, mình thấy cuối cùng chỉ chừng đó thôi, không hơn được. Người nào cũng, người giàu cũng khóc mà người nghèo cũng cười, hay là nói đâu nói vật chất là người người có gia đình cũng than, mà rồi người không có gia đình cũng than, hay là người có gia đình cũng vui mà người không có gia đình cũng vui. Vì vậy cái nào cũng có bề mặt bề trái tùy theo cái trường hợp của mình và sự bài học mình đã trải qua thôi. Bây giờ nói những hành tinh nhỏ, tôi hay nói lan man về vấn đề về linh tinh về đời gì đó, nhưng mà cũng là một cái bài học liên kết, tại vì nó sẽ khô khan mà nó không có áp dụng thực tế vào cuộc đời của mình. Thì nói về thủy tinh. Thủy tinh đó là những hành tinh nói về sự di chuyển, về thể xác, hay là những công cụ mình dùng để di chuyển như xe hơi, máy tính, máy laptop để mình tư truyền đạt tư tưởng mình. Một là thể xác hay là tư tưởng mình truyền đạt cho người khác qua những công cụ của mình. Thì nói về sự di chuyển, sự đi vacation, đi chơi, hay nói về sự đi thi, đi thương lượng, đi nói chuyện người khác. Thì thủy tinh từ đầu tháng 7, tới 19 tháng 7, nó nằm trong cung Bát Giải. Thì làm rất tốt. Nếu các bạn muốn đi thi, hay là các bạn muốn đi xin việc làm, hay thương lượng, mua bán cái gì đó, hay mua xe, mua cộ, hay đi chơi, rất là ok, không dừng được. Nếu có thì ra thì, nếu có thì nó cũng không phải lớn gì để mình đáng lo ngại, cũng tùy theo cái lá số tivi của các bạn nữa. Nhưng nói chung là sẽ rất là tốt. Từ 19 tháng 7, từ 4 tháng 8, nó nằm trong Hải Sư. Thời gian này không tốt cho các bạn nha. Không tốt bạn nên không nên thương lượng, không nên ký giấy tờ, không nên mua cái gì hết á. Nó khó khăn, đối sau đó một cái vấn đề, một người đó họ rất là cứng đầu cứng cổ và mình phải đương đầu với họ, mình nên dời thời gian này qua cho tháng rồi nếu mà làm từ tháng 5 hoặc tháng 7, từ 5 tháng 7 tới 9 tháng 7. Nếu không các bạn phải chờ tới 10 tháng 10 á thì nó mới tốt được nha. Đó, từ 25 tháng 8 tính chính cũng tốt. Nhưng từ đó, sau đó từ 10 tháng 10 trở đi thì tốt hơn. Đó, thì các bạn có thời gian nếu làm thương lượng, mua xe cộ, mua laptop, mua cái gì đó, hay là cái gì đó, các bạn cần phải làm là từ 5 tháng 7 tới 19 tháng 7. Rồi từ 25 tháng 8 tới 9 tháng 8. Sau đó từ 10 tháng 10 trở đi. Trở đi cái đó là qua thời gian khác rồi, mình làm tháng 7, tháng 8, 9 thôi. Thì các bạn nhớ những thứ tôi nói nha, đó. Nó còn những thời gian khác nó không có lợi cho mình.
nên không nên di chuyển, không nên đi chơi, không nên đi xa. Cũng đi, nếu đi mà đi xa, nếu các bạn đi mỗi tuần đều đi Vũng Tàu chơi thì không sao hết, nhưng thường thường bạn đi nói tôi đi Hà Tiên, Hà Tiên là chỗ mới mình mới đi nha, không nên tránh đi, nếu cần phải đi nhưng đi sẽ có chừng xe cộ bị có vấn đề, hay là laptop điện thoại không bắt được sóng, mất cái điện thoại quan trọng IBC đó. Về phim Kim Tinh thì Kim Tinh thì chương trình tình yêu, sự may mắn, sự của cải mà mình tạo ra được đó, nó có nhiều vấn đề nữa nhưng nói chung tóm tắt là những cái điểm chính của nó. Thì từ đầu tháng 7 á, nó ở trong song tử thì đó là tốt, tại vì nó là nhà số 2 đối với Kim Ngưu, thì nó tượng trưng cho gì? Nó tượng trưng cho sự của cải tiền bạc mà mình tạo ra được, tình yêu nữa, tình yêu nhỏ và tình yêu mà gặp gỡ, tình yêu dễ thương, tình yêu tặng bông hồng với nhau đó, thì rất là tốt. Nhưng mà nó rất là tốt, nhưng mà từ 5 tháng 7, từ 17 tháng 7 tới 11 tháng 8 thì cuộc gặp gỡ đó sẽ trở thành một cái gì rất là, nó sẽ thành cứng hơn, thành hình hơn, nó sẽ lúc gặp gỡ bây giờ mình đi ăn uống cà phê, đi ăn phở với nhau đó, đi như vậy đó sẽ tốt hơn. Về củ cải nữa, các bạn thấy là thương lượng thì thường là cái gì đó là đi mua trồng cái cây, bây giờ nó ra trái đó, trái không chưa ra nhiều đâu đó, nó chưa ra trái thôi, rất là vui. Từ 11 tháng 8 cho tới 5 tháng 9 các bạn không nên, các bạn nghĩ là nếu có tình yêu thì sẽ chút xíu trục chặt, một người đòi hỏi hơn người khác, bắt phải làm này làm kia, hay là phải không gọi cho anh đúng giờ, hay là đi chơi về trễ không nói cho em biết, thì như vậy đó IBC, thì nó lại là thời gian, nó lại là hơi chút xíu trục chặt chút xíu. Vào tháng 8 tới 5 tháng 9, từ 5 tháng 9 trở đi cho tới 29 tháng 9 nó nằm trong sử nữ, thì lên 150 độ, thì thực ra nó không có hại gì, nhưng cần một thời gian để mình nghĩ lại, ngẫm lại, coi lại, xét lại và điều chỉnh lại để mình tiến tới, để mình tiến tới phần hổ cáp trong tháng 10, 11, 12, thì cái đó nó sẽ được, nếu không được sẽ học những bài học, thích cần cho bài học thôi, nên không có cần phải là đúng hay sai, chẳng ai đúng chẳng ai sai cả, nó cũng là thời gian và không gian thôi, đúng chỗ này lại sai, đúng ở nước Mỹ, ở Mỹ, ở Pháp, ở Âu Châu, ở Phi Châu thì mỗi văn hóa khác nhau, thì ở đúng chỗ này lại không đúng, nó đúng chỗ khác. Còn nếu mà thời gian thì thời trước 20 năm trước thì nó lại khác, mà 20 năm sau lại khác. Vì vậy các bạn đừng có lo thì đúng hay sai, quan trọng là mình học hay không, cuối cùng là mình xuống đây, đừng mình sống làm đây một cuộc sống rất là quý báu, xuống đây trải nghiệm một sống rất là người ta trên trời, cho trên trời họ thổi cho mình một luồng khí, luồng sinh sống, luồng năng lượng cho cái thể xác này để mình trải nghiệm cuộc sống này. Vì vậy mình trải càng nhiều càng tốt, để mình trở thành, để mình tiến tới qua những cái hành tinh khác, những vũ trụ khác để trải nghiệm tới nữa. Rồi nếu các bạn muốn thì tôi cũng nói về vấn đề này riêng nữa, là mình chạy đi đâu, sẽ thành gì, cái đó là một chủ đề khác rất là thú vị, mà giúp mình hiểu mình hiểu là cuối cùng hiểu được cái đó rồi, mình thấy cuộc đời chỉ là một chuyến đi thôi. Vậy các bạn chuyến đi, nhưng chuyến đi phải trải nghiệm, bạn không trải nghiệm nó sẽ mở đến cho bạn, tôi bảo đảm như vậy đó, bạn trốn tránh không được, nó phải kéo bạn ra. Xin lỗi các bạn một lần nữa, tôi hay nói chuyện lòng qua tâm quốc. Diễn phiên hỏa tinh, hỏa tinh tượng trưng cho sự sức mạnh, đó là thần của chiến tranh mà, nó đến đầu nó mang, nó đánh thức những hành tinh khác. Vì vậy thì nó chung thôi, có những hành như tại vì các bạn thì nó lại có những hành tinh nằm chung chỗ khác nữa, vì nó đến đầu nó đánh, ví dụ bạn có Kim Tinh ở trong cái cung này đi, cung Bát Giải đi, khi hỏa tinh đi ngang qua nó đánh, nó yêu lên các bạn, cảm thấy muốn yêu đương, cảm thấy mình may mắn, đó là vì nó vậy đó. Thì hỏa tinh nó sẽ từ 5 tháng 7 nó sẽ nằm trong cung của bạn đó, nó vô đây nó sẽ đánh thức thằng lôi tinh bây giờ đang nằm nghỉ. Lôi tinh là từ 19 tháng 8 là nếu mà nó vô mà 5 tháng 7 á, là phần cuối bắt đầu lôi tinh bắt đầu ngược lại nè. Thời gian đầu tháng 7 các bạn sẽ có nhiều sức lực, nhiều sức mạnh, các bạn sẽ cảm thấy là mình cần làm cái gì đó, nhưng mà nói về cách nói về một cách lạc quan á, thì bạn sẽ là vui tươi hạnh phúc, muốn có sức mạnh làm việc rất là nhiều việc tích cực đó,
thì các bạn sẽ mình kinh thống sức mạnh trong sao nhìn lắm thế, nhưng nói về một cách tiêu cực, một cách bi quan á, các bạn sẽ cảm thấy là mình hay thích gây gỗ, gây chuyện, có thể tai nạn nữa, có thể bị cháy, bị té, bị tai nạn, có thể bị cháy phỏng nữa, có chân lửa nha các bạn, điện giật nữa, cái sấm sét đánh nữa, nên phải từ 5 tháng 7 cho tới 19 tháng 8 hay là 20 tháng 8 các bạn rất là cẩn thận giùm tôi, thật cẩn thận, không nên đi xe lửa, đua xe hay là đua xe cái gì mà đụng đến lửa, đến những trường hợp tai nạn, va chạm, nóng nảy, súng đạn, gây gỗ, các bạn thì tránh xa được, nếu bạn tránh được thì cứ tránh nha. Người ta dĩ nhiên là mình phải học bài học của mình thôi, các bạn phải, nếu người ta vậy à, nếu người ta gây gỗ với mình mà tại sao mình gây gỗ với họ, thì họ nó quá sai đi, chỉ ở đời chẳng gì mà sai đúng đó, nó chỉ thử các bạn thôi. Cái người đó họ cãi lộn bạn xong họ cũng mệt nữa, họ nói tụi sao bữa nay tôi khùng mà tôi cãi lộn với ông với bà chi vậy, không hiểu nữa. Là tại vì mình cảm thấy là cái người đó cảm thấy cái bài cho mình, cho mình một bài học, mình học đấy à, nếu như vậy thì mình nói mình xin lỗi họ, hay là mình tránh đi, mình nói để chờ thời gian tới mình sẽ trả lời cái view sau như vậy đó. Thì cái hay nhất là mình tránh hay nhất, tại vì bạn cảm thấy bực bội nha, bực bội, nóng tính, bực mình rất là nguy hiểm. Tại vì Lotin đứng đây nó sẽ làm cho người bạn, hay là bạn phải làm cách mạng nữa, bạn có thể là bỏ đi, hay là vứt đi hết, bỏ đi đi ra xứ khác làm việc, hay là mình làm có nhiều dự án thì mình bỏ nửa chừng luôn. Nó là một cái gì muốn đả đạo, muốn phá, muốn tàn phá, muốn xây dựng gì mới mình đó, nhưng một cách là không phải là tích cực nha, nó là tiêu cực. Nhưng cũng may là có Diêm Tinh đứng đây, người nào mà hơi chậm trễ mà hơi chưa làm gì hết đó, sẽ có sự ủng hộ của Diêm Tinh đánh vào đây, đúng rồi đây thời gian. Nhưng lúc đó thì Diêm Tinh nó đang đi 8 tháng 10 là Diêm Tinh nó đã đánh ngược lại, nó không có sức mạnh bằng nữa, nhưng do mình thôi. Nên tôi nhắc nhở thêm lần thứ hai thứ ba là các bạn nên cẩn thận, phải rất là khôn khéo, uyển chuyển và nhường nhịn. Bà bắt mình nhường nhịn đó, nhịn một câu, nhịn ba câu gì đó, thì mình nhường nhịn một chút đi. Cái này tôi hay nhắc nhở các bạn nên cẩn thận thời gian nha, từ 5 tháng 7 tới 20 tháng 8 nha, thời gian đâu đó là khoảng 2-3 ngày trước, 2-3 ngày sau cũng không sao. Nói chung là nhớ là tính ảnh hưởng, cái gì ảnh hưởng trước mình nữa, và phải rất cẩn thận cho Kim Ngưu nha. Kim Ngưu rất là cẩn thận tôi nha. Dạ, cái bạn có mặt trời Kim Ngưu cũng nguy hiểm, là mặt trăng Kim Ngưu là các bạn hơi yêu, hơi cảm xúc, hơi mạnh, hơi giận dữ đó, và cũng mọc Kim Ngưu sẽ các bạn sẽ có những là thời tiết là có muốn đổi kiểu tóc, hay là đi shopping, hay là cái gì đó nó rất là mới lạ, hay không đó. Từ 20 tháng 8 cho tới 25 tháng 3 năm 23, 6 tháng trời, 6 tháng trời hỏa tinh ở trong song tử. Song tử là nhà số 2 đối với Kim Ngưu. Song tử tượng trưng cho sự tư tưởng, truyền đạt tư tưởng, sự tìm kiếm những tin tức trong cuộc sống của mình. Thời gian này Kim Ngưu, qua thời gian này Kim Ngưu sẽ kiếm cách làm cách để nuôi mình, sống tạo cuộc cải, để đi làm việc nhiều hơn, đi tìm hiểu, tìm kiếm. Hay nổi tiếng hay nhớ hơn nữa là tìm kiếm một bước đi của đời mình, tìm kiếm một cái gì đó, nó một những thông tin đi tìm kiếm, mà đi như là đi mang những dự kiện lại, để từ đó mình mới qua đây, mình mới nhìn lại, mình ôn lại của nó. Thời gian này cái người hơi bận bị chút xíu, đi tìm kiếm cuộc sống của mình. Những người nào còn trẻ mà chưa có sự nghiệp thì lúc này nên hay bận biểu đi kiếm sự nghiệp, làm gì đó. Những người nào mà họ đã có rồi thì họ lại tìm hiểu cái sự sống, sự hiện diện của thế gian, của họ trên thế gian này. Thời gian rất quan trọng, nó không phải là giỡn đâu các bạn, nó là một lý do gì đó nằm trong song tử. Vậy nếu các bạn chưa có tình yêu nữa, các bạn có thể lúc trang này đi kiếm tình yêu, kiếm một cái người cùng hành, đồng hành với mình. Người đồng hành đó có lẽ là một người, nó nói về phía gia đình thì trai gái hay nam nữ, nói về công việc các bạn đi kiếm một người đó giúp mình trong công việc, để cùng đồng hành với họ. Thì
các bạn sẽ qua một thời gian là, nhưng mà nó không nó ảnh hưởng các bạn trực tiếp, nhưng mà nó ở đây rất là lâu, nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn, và cách như tôi nói nhắc nữa là của cải và tình yêu, và như mình tạo được và đi tìm kiếm nó, đi tìm những điều kiện cho nó. Và như nhiều người nói là cuối năm nay nước Mỹ sẽ có những cái vụ nghề recession gì đó, thì cũng là thời gian này người ta sẽ đi kiếm cái đó. Thì tôi không tin nước Mỹ có recession, nhưng mà nhiều người nói vậy, có lẽ thì mình đi tìm cái gì đó, kiếm cái gì đó, kiếm người đồng hành cho mình mạnh hơn, kiếm tiền của cải hay hơn, ABC đó. Đó là tất cả gì tôi nói được có thể trong tử vi ngày hôm nay cho Kim Ngưu, cho tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian lắng nghe. Các bạn có cảm thấy gì đó, muốn tôi giúp gì đỡ thì cứ lấy hẹn để tôi giúp coi bạn những tử vi cho các bạn. Chào các bạn, chúc các bạn một đêm, một ngày vui vẻ.